kem. Trên kênh của Thảo, Thảo từng review với mọi người những cái sản phẩm kem body mọi người yêu cầu trên kênh rất là nhiều rồi đúng không ạ? Và đa số những cái kem body đó thì em thấy nó đều có những cái hoạt chất kích rất mạnh, hay là nó có những cái hoạt chất ảnh hưởng đến làn da, hay thậm chí là sử dụng nó chỉ trắng ảo thôi mọi người. Và sau khi những cái clip đó phát hành thì mọi người hỏi em rất là nhiều rằng là khi mà sử dụng những cái sản phẩm kem body như vậy, nó ảnh hưởng như vậy, thì có cái sản phẩm nào sử dụng mà nó an toàn, nó hiệu quả trên cái làn da hay không? Thật ra thì em cũng đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều những cái sản phẩm cho body rồi luôn mọi người. Có lẽ là những cái clip đó đã bị mọi người lãng quên, mọi người không có xem á mọi người, cho nên mọi người mới hỏi như vậy. Cho nên hôm nay quyết định làm cái clip này để tổng kết lại một cái chương trình skin care cho body từ A tới Á luôn nha mọi người nha. Và đây cũng chính là cái phương pháp mà em sử dụng để chăm sóc da body của em mọi người. Thì nếu như mọi người đi chơi ở cái dịp Tết vừa rồi mà cái làn da của mọi người nó bị xỉn màu hay nó xuống tông da, thì mọi người hoàn toàn có thể áp dụng cái phương pháp chăm sóc da này để mọi người có thể nâng tông da lên nha. Nó vừa hiệu quả và nó vừa lại an toàn nữa đó. Và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì Thảo sẽ xin nhấn mạnh rằng là tất cả những cái sản phẩm Thảo sắp nói tới đây, Thảo không PR, không quảng cáo, hay là Thảo không có bất cứ một đồng hoa hồng nào trong đây luôn nha mọi người. Chỉ là đơn giản em sử dụng em thấy có hiệu quả thì em chia sẻ với mọi người thôi ạ. Và ok, không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa, thì bây giờ Thảo xin mời mọi người mình vào nội dung chính của video ngày hôm nay thế nào. Cái bước đầu tiên trong quá trình chăm sóc da body đó chính là tẩy tế bào chết cho làn da của mình nha mọi người. Về cái bước này thì mọi người sẽ áp dụng cho Thảo một tuần từ 1 cho đến 2 lần nha mọi người, tùy thuộc cái làn da của mọi người. Và đây cũng chính là một cái bước đệm để có thể chăm sóc làn da của mọi người một cách tốt hơn, cho nên mọi người không được bỏ qua giúp Thảo nha. Và ở video lần này thì Thảo sẽ chia sẻ với mọi người hai cái phương pháp tẩy tế bào chết của em. Cái phương pháp thứ nhất thì Thảo sẽ kết hợp muối tắm bò của Thái Lan kết hợp với dầu dừa, hoặc là em sẽ kết hợp với sữa tắm mọi người, tùy thuộc vào nếu như mọi người có cái gì thì mọi người sử dụng cái đó thôi nha. Mình sẽ pha trộn lại, kết hợp lại thành một cái hỗn hợp sần sệt, sau đó mọi người thoa massage lên da. Và cái phương pháp thứ hai đó chính là cái em sử dụng bột cà phê, vitamin E và sữa tươi không đường nha mọi người. Và cái tỷ lệ pha trộn phương pháp này thì sẽ sử dụng 3 đến 5 muỗng bột cà phê này kết hợp với 2 viên vitamin E và với sữa tươi không đường, tạo một hỗn hợp sần sệt rồi mọi người massage lên da nha. Cả hai cái phương pháp này thì nó đều là tẩy tế bào chết dạng hàn, cho nên khi mọi người massage lên da thì mọi người hãy nên massage nhẹ nhàng để tránh gây trầy xước da nha. Sau khi massage rồi thì mình tắm lại với nước là được ạ. Về hai cái phương pháp này mọi người khi mà sử dụng thì em thấy cả hai nó đều sạch da rất là ok luôn á, và cũng như là nó sẽ giúp ích cho mọi người rất là nhiều khi mà mọi người sử dụng những cái bước tiếp theo nè. Và khi mà sử dụng cả hai phương pháp này, cái làn da của mình nó cũng mịn hơn và nó cũng có một cái độ ẩm nhất định. Nếu như mà xét về ưu điểm của cái hai cái phương pháp này thì em cảm thấy là cái bột cà phê này mọi người thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu so với cái muối bò nha mọi người. Bởi vì khi tắm xong thì em cảm thấy cái làn da của em nó mịn hơn rất là nhiều và nó ẩm hơn rất là đã so với em sử dụng cái muối bò nha mọi người. Nó khoảng trên lệch khoảng 8-9 với nhau mọi người. Còn nếu như nói về nhược điểm thì em thấy cái bã cà phê này sau khi mà mình tắm mọi người thì ở dưới cái sàn nó vương cái bã rất là nhiều, mình dọn nó hơi mệt một chút xíu so với cái muối bò này nha. Cho nên mọi người cũng có thể cân nhắc sử dụng một trong hai phương pháp này với Thảo. Và sau khi mọi người đã tẩy tế bào chết xong rồi thì cái bước thứ hai em sẽ chia sẻ với mọi người đó chính là mình sẽ sử dụng áp dụng kết hợp tắm trắng body nha mọi người. Về tắm trắng này thì mọi người có thể bỏ qua cũng được, không bắt buộc nha. Đối với những cái làn da quá đen quá cha lì thì mọi người nên áp dụng để có thể nâng tông da mọi người cách nhanh hơn ấy. Về tần suất áp dụng thì mình sẽ sử dụng một tuần từ 1 cho đến 2 lần. Đối với những cái làn da đen lì thì mọi người mới sử dụng 2 lần nha. Còn đối với những cái làn da bình thường thì mọi người chỉ cần tắm một tuần một lần thôi với Thảo là được. Về cái phương pháp này thì em sẽ kết hợp bột đậu đỏ, dầu dừa, cam hoặc chanh với lại sữa tươi không đường nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng 3 đến 5 muỗng bột đậu đỏ. Sau đó mọi người sẽ kết hợp với, nếu như mọi người sử dụng chanh á thì sẽ là nửa trái chanh lớn nha. Và nếu như là cam thì sẽ là một muỗng to dạng như mọi người ăn cơm á, thì mọi người sẽ vắt vào một muỗng đó. Với lại sữa tươi không đường mọi người pha trộn sao cho nó họ tạo thành hỗn sần sệt là được. Còn dầu dừa thì tùy thuộc vào, nếu như làn da của mọi người mà nó bị khô quá mọi người thì mọi người có thể mix nhiều hơn để sau khi tắm cho làn da của mình nó được cắt ẩm nha. Về tẩy tế bào chết hay là cái phương pháp tắm trắng này thì em đã từng review rất là cụ thể rồi, thì em sẽ để lại đường link hai clip đó phía dưới thì mọi người có thể tham khảo rõ ràng và chi tiết hơn giúp Thảo nha. Sau khi mọi người pha trộn rồi thì mọi người sẽ massage lên cái làn da của mọi người và mọi người sẽ để từ 10 đến 15 phút rồi mình tắm sạch lại với nước là được nha. Về cái phương pháp này sẽ có một vài những cái lưu ý cho mọi người. Cái lưu ý thứ nhất là trước và sau khi tắm mọi người nên sử dụng nước ấm nha,
Cái lưu ý thứ hai là trước khi tắm mình sẽ sử dụng xà phòng để mọi người tắm sạch cơ thể mọi người, rồi mọi người mới massage cái hỗn hợp này, và sau khi mọi người để 10 đến 15 phút thì mình sẽ tắm sạch lại với nước thôi, không cần tắm lại với sữa tắm giúp thảo nha. Về cái phương pháp này, khi mà tắm xong rồi thì cái làn da của mọi người nó sẽ sạch, nó sẽ mịn và nó cũng sẽ nâng tông da rất là nhẹ thôi nha. Nó không phải là những cái sản phẩm của những cái sản phẩm mà nó có những cái hạt chất trắng ảo, nó là sản phẩm đến từ thiên nhiên, cho nên mọi người đừng trông chờ rằng là nó có thể lên tông da quá mạnh đâu nha. Nó có lên nhưng mà nó sẽ lên rất là nhẹ thôi. Khi mọi người sử dụng áp dụng kết hợp một khoảng thời gian dài thì em bảo đảm với mọi người cái làn da của mọi người nó sẽ nâng tông lên dần, và làn da của mọi người nó rất là khỏe luôn đó. Trong video ngày hôm nay đó chính là mình sẽ chọn lựa một cái sản phẩm dưỡng để chăm sóc da nha mọi người. Và cái sản phẩm dưỡng Thảo chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay nó sẽ đến từ một cái nhãn hàng cực kỳ nổi tiếng luôn, đó chính là Vaseline nha mọi người. Cụ thể ở đây đó chính là cái dòng Healthy White UV Lightening nha. Sản phẩm này thì sẽ có trọng lượng là 725ml, nếu như mọi người chỉ sử dụng buổi tối thôi thì mọi người sử dụng phải tầm 5 đến 6 tháng với giá cực kỳ học sinh sinh viên luôn đó. Trong sản phẩm này thì sẽ có hạt chất làm trắng sáng da, đó chính là niacinamide nha. Và về cái màng lọc giúp trắng sáng da của mình trong đây, nó sẽ có Apobenzol và Octinoxat nha. Tuy nhiên về hai cái màng lọc này, mặc dù được hãng PA cũng khá là nhiều, nhưng khi sử dụng trên cái làn da em, mọi người em thấy nó chỉ phù hợp đối với những anh chị làm việc ở nhà giống như Thảo nè, hoặc là mọi người làm việc trong môi trường mát mẻ thì ok, mọi người sử dụng sản phẩm này vào buổi sáng và tối luôn thì nó có thể bảo vệ cho làn da của mọi người rất là ok. Nhưng nếu như mọi người làm việc ở ngoài trời, mọi người hay đi ra ngoài nhiều thì mọi người nên sử dụng thêm một cái lớp chống nắng bên ngoài nữa để nó có thể bảo vệ làn da của mọi người một cách tối ưu nhất nha. Sản phẩm này thì sẽ có một cái chất màu hồng, nhưng khi thoa lên da thì nó cũng sẽ thấm khá là nhanh vào làn da của mọi người thôi, không hề để lại màu hồng gì trên da của mình đâu nha. Đây là một cái dạng dưỡng thể cho nên nó thấm cũng rất là nhanh, và sau khi tắm xong cái làn da của mọi người nó cũng ẩm mịn và nó có một cái cảm giác khá là ok trên làn da của mình luôn đó. Và cái mùi hương thì nó cũng sẽ không quá nồng, không quá gắt, nói chung là cái mùi của nó đặc trưng của Vaseline mọi người, chứ không phải những cái mùi nước hoa còn những cái loại kem body khác trên thị trường đâu nha. Sản phẩm này thì em thấy chỉ có một cái nhược điểm duy nhất thôi, đó chính là trong đây nó có chứa dầu khoáng và nó có chứa paraben mọi người. Về dầu khoáng thì nếu như những cái anh chị nào bị kích ứng với dầu khoáng thì có lẽ nó sẽ có cái hiện tượng nuôi lông, nó mọc lông lên đó mọi người. Nhưng khi mà Thảo sử dụng sản phẩm này từ xưa tới giờ thì em không thấy cái hiện tượng nuôi lông đó ở trên cái làn da của em nha mọi người. Nếu như mọi người muốn sử dụng sản phẩm này thì em thấy hoàn toàn mọi người có thể kết hợp những cái sản phẩm khác, giống dạng như là quét lông, hay là mọi người sử dụng những cái sản phẩm thoa, hoặc là mọi người triệt lông của mọi người thì mọi người sử dụng sản phẩm này nó hoàn toàn ok, không có sao cả. Về cái thời gian trắng sáng da khi mọi người sử dụng cái sản phẩm này, mọi người nếu như mọi người chỉ sử dụng cái sản phẩm này vào một buổi tối thôi thì em thấy là về cái hiệu quả dưỡng trắng sáng da của nó sẽ rơi vào tầm 3 tháng nha, nếu như cái làn da của mọi người mà nó thuộc cái dạng chai lì á. Còn nếu như mà mọi người áp dụng hết tất cả những cái bước tẩy thuật chết hay là tắm trắng của Thảo thì cái thời gian nó sẽ giảm xuống một chút xíu. Khi mọi người sử dụng sản phẩm này vào sáng và tối luôn thì nó sẽ tầm 2 đến 3 tháng thì cái làn da của mọi người nó sẽ nâng tông lên rất là nhiều luôn đó. Và khi mà trắng sáng da này là trắng thật, không phải là trắng ảo nha mọi người nha. Và nó cũng cực kỳ rất là an toàn đối với cái làn da của mọi người luôn đó. Ok, và cuối cùng sẽ là một cái lưu ý của Thảo trong cái video ngày hôm nay, đó chính là khi mọi người đã áp dụng hết tất cả những cái bước chăm sóc da đó rồi, mọi người đã tẩy tế bào chết, mọi người đã tắm trắng, mọi người đã sử dụng kem dưỡng một ngày 2 lần rồi thì mọi người phải nên chống nắng cho cái làn da của mọi người nha. Nói thật thì cho dù mọi người có áp dụng các phương pháp của Thảo hay là mọi người áp dụng tất cả những cái phương pháp nào khác đi chăng nữa thì việc chống nắng cho làn da nó đã quyết định đến hơn 50% cái tỷ lệ thành công của mọi người rồi đó ạ. Một cái làn da trắng sáng tự nhiên thì cho dù mọi người đi ra ngoài mọi người không chống nắng bảo vệ thì cái làn da lâu dần mọi người có đồng ý với em không ạ, là nó cũng sẽ tụt cái tông da xuống và lâu dần cái làn da của mọi người nó sẽ đen, nó sẽ xỉn màu hơn, nó sẽ xuống tông da hơn. Thì không có một cái lý do nào khi mọi người đã bỏ thời gian công sức tiền bạc của mọi người ra để mọi người chăm sóc da thì mọi người không bảo vệ nó, không chống nắng cho nó thì thật sự rất là phí cái thời gian của mọi người chăm sóc da luôn đó. Và trên đó cũng là tất cả
những cái chia sẻ, những cái review của Thảo xoay quanh tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay, cũng là một cái chương trình chăm sóc da hoàn chỉnh của bản thân em mà em đã sử dụng để chăm sóc cái làn da của em trắng sáng như thế này đó ạ. Và nếu như mọi người vẫn còn những cái ý kiến thắc mắc gì, hoặc là mọi người muốn Thảo review thêm những cái sản phẩm gì nữa, thì đừng ngần ngại, hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nha. Và bây giờ thời gian của Thảo dành cho video này cũng đã hết rồi, thì bây giờ Thảo xin nói lời chào thân ái. Và quên nữa, nếu như mọi người cảm thấy video này hay, hữu ích thì mọi người nhớ like, chia sẻ và đặc biệt nhấn đăng ký kênh nếu như mọi người chưa đăng ký, để mong ủng hộ Thảo ra thêm nhiều những video mới hơn nữa nè. Và bây giờ thì Thảo xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye. Đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký, để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.